Hello, chào tất cả các bạn nha. Thì mình là Hiền đây. Thì đây là cơ sở 2 của mình. Và cơ sở đây là mình có là riêng là phòng dạy riêng cho các bạn nha. Thì hiện tại là Hiền đang khuyến mãi một khóa học cắt và thiết kế tạo mẫu tóc nữ. Thì chỉ với giá 5 triệu nha các bạn. Thì với khóa tóc nữ này các bạn sẽ được tặng kèm thêm một khóa uốn và một khóa nhộm. Có nghĩa là nhộm ở đây là mình sẽ học từ căn bản đến nâng cao. Các bạn học nghề ở đây là các bạn được học với trang thiết bị là hiện đại nhất nha các bạn, và giáo trình chuẩn quốc tế nha các bạn. Tới khi ra nghề và các bạn sẽ làm lại, và lương của các bạn khởi điểm là 3 triệu các bạn học sau 3 tháng nha. Just a